Chào quý vị và các bạn, đôi loa Rendit XXM3000 này liền công suất này thì quý vị đang nghe thấy loại nhạc mà phối mới cũng rất là hay quý vị. Rất là hay luôn ha. Quý vị có thể nghe những dòng nhạc tiết tấu, những dòng nhạc bolero. Chung đôi này nó đa năng hơn những cái đôi châu Âu còn lại quý vị. Đánh được nhiều dòng nhạc. Em đang mượn con rề Exotic SC9 đánh ha. Đây, nó của bộ cái bộ này nha quý vị. SC9 ha, đang mượn cái rề em chơi. Để chơi nó bị mà răng luôn. Tiếng rất là tuyệt vời.